dù thân xác ông ở đây, nhưng mà cái quy quyền ông ở đâu? Ở bên kia. Mặc dù thân xác của chúng ta ở đây, nhưng mà quy quyền chúng ta đang ở cùng với Chúa Giêsu Christ trên trời rồi. Tôi hy vọng là tôi sáng tỏ được cái vấn đề cái câu mà quý vị vừa đọc. Nhưng mà tôi phải trả tiền là cho có thật. Chứ không phải ảo thuật tờ 20 còn tờ 100 đâu. Quý vị hiểu được như vậy chứ, nó sẽ giúp cho quý vị mạnh mẽ lắm. Mình đang ở với Chúa Giêsu, đồng cái trị ở nơi đó đó. Mặc dù thật xác mình ở đây. Thôi, nghĩ ra làm chút đi. Tôi không biết tôi dạy tới mấy giờ, thôi nghĩ ra làm chút đi. À, chúng ta đứng dậy, chờ 10 phút, 15 phút trở lại. Amen.